Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Tên tuổi của tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga đã lộ sáng từ khi cuộc chiến tại Ukraine kéo dài và có sự tham gia của tập đoàn này. Trước sự giám sát gắt gao của thế giới mà ông chủ Wagner, Yevgeny Prigozhin phải đối mặt, ngạc nhiên là những người thân của ông ít bị chú ý đến. Thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khi một cụ bà 77 tuổi ở Saint Petersburg đăng ký học vẽ vào năm 2017, bà có thể xuất hiện trước các bạn cùng lớp giống như một người về hưu khác đang tận hưởng sở thích cuối đời. Theo báo Financial Times, chỉ một năm sau học vẽ, bà Violetta Prigozhin mở phòng trưng bày nghệ thuật của riêng mình mang tên Sắc Màu Cuộc Sống ở trung tâm phố Bolshoi-Bratsberg của thành phố Saint Petersburg. Điều mà những vị khách bình thường đến phòng trưng bày có thể không biết là nghệ sĩ này có một người con trai nổi tiếng, Yevgeny Prigozhin, ông chủ của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner. Bà tổ chức các bữa tiệc ra mắt lớn và thu hút sự chú ý của giới truyền thông Nga. Đài truyền hình Channel One của Nga đã ngạc nhiên trước sự biến đổi của người phụ nữ này khi tranh của bà trở thành cơn sốt trong giới nghệ thuật chỉ sau một đêm. Đài Channel One mô tả, bà ấy không thể ngồi yên và không chỉ tìm thấy một sở thích mà còn tìm thấy một thiên hướng mới. Được biết, tháng 12 năm 2022, khi lực lượng Wagner đang bắn phá Bakhmut, bà Violetta đã mở một triển lãm tranh. Một trong những tác phẩm trong bộ sưu tập của bà có tên Palmyra năm 2022, đó là một phong cảnh của thành phố sa mạc cổ xưa của Syria, nơi những cổ vật nổi tiếng đã bị IS phá hủy. Thành phố Palmyra vốn được quân đội Nga, bao gồm cả các chiến binh Wagner, chiếm từ một nhóm Hồi giáo và trở thành một trong những căn cứ nước ngoài chính cho lính đánh thuê của con trai bà. Ngày 8 tháng 3 vừa qua, bà Violetta Prigozhin, 83 tuổi, đã giành chiến thắng bất ngờ tại Tòa án Liên minh châu Âu EU. Trước Tòa án EU ở Luxembourg, các luật sư đã chứng minh bà không có quan hệ kinh tế nào với con trai mình hoặc tập đoàn của ông. Tòa án EU phải hủy bỏ lệnh cấm vận đối với bà Violetta Prigozhin, trong khi Hội đồng EU được lệnh phải trả các chi phí pháp lý cho bà. Báo Tuổi Trẻ ghi nhận, vài ngày trước cuộc xung đột ở Ukraine, các con gái của ông Prigozhin vẫn có thể tự do di chuyển khắp các nước Liên minh châu Âu EU, tận hưởng cuộc sống xa hoa quốc tế, mặc dù người cha và các công ty của ông đã bị phương Tây trừng phạt từ năm 2016. Hai người con gái của ông Prigozhin khá nổi tiếng trong trò chơi nhảy cầu ngựa, môn thể thao đắt tiền được con cái của các tỷ phú công nghệ Mỹ và giới quý tộc châu Âu ưa chuộng. Vào ngày 20 tháng 2 năm 2022, 4 ngày trước cuộc xung đột Ukraine, một cô gái tuổi teen người Nga tóc vàng đã tham gia một sự kiện nhảy cầu ngựa nghiệp dư ở khu nghỉ mát Oliva, Địa Trung Hải, gần Valencia ở Tây Ban Nha. Cô gái đó là Veronica Prigozhin, con gái út của Prigozhin. Cô ấy cưỡi một con ngựa màu xám có tên là Ditara và về thứ tư kiếm được số tiền thưởng là 50 euro. Hồ sơ do Liên đoàn Thể thao Cưỡi Ngựa Quốc tế lấy từ Cơ quan Quản lý Bộ môn Cưỡi Ngựa Tổng hợp cho thấy, từ năm 2014, Veronica và Polina, hai người con gái của Prigozhin, đã thi đấu bên ngoài nước Nga với những con ngựa có tên như là Happy Feet, Brunetti và Gitana trong các cuộc thi ở Đức, Pháp, Bồ Đào Nha, Ý, Bỉ và Tây Ban Nha. Vào cuối năm 2019, với các lệnh trừng phạt được ban hành đối với tài sản cá nhân của Prigozhin, bao gồm cả máy bay riêng của ông, gần như tất cả những con ngựa do hai cô con gái của Prigozhin cưỡi bất ngờ được đăng ký lại với Liên đoàn Cưỡi Ngựa Nga dưới tên của những người khác. Theo dữ liệu về quyền sở hữu ngựa từ Liên đoàn Thể thao Cưỡi Ngựa Quốc tế, cô con gái út Veronica Prigozhin vừa tròn 18 tuổi vào tháng 3 năm 2023, là thành viên duy nhất trong gia đình trực hệ của Prigozhin không bị phương Tây trừng phạt. Với các biện pháp trừng phạt hiện hành đối với gia đình Prigozhin gồm vợ và con trai, con gái lớn, ba người họ không còn được tận hưởng những kỳ nghỉ sang trọng ở Địa Trung Hải. Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tỷ phú Yevgeny Prigozhin sinh năm 1961, lớn lên ở Leningrad, nay là Saint Petersburg, là con của một kỹ sư mỏ. Prigozhin từng mơ ước trở thành vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp, nhưng cuộc đời gặp ngã rẽ từ năm 18 tuổi. Năm 1979, chàng trai Prigozhin bị án treo vì trộm cắp, nhưng đến năm 1981 thì chính thức nhận án 12 năm tù vì các tội cướp giật, lừa đảo và tổ chức mại dâm trẻ vị thành niên. Sau khi được trả tự do vào năm 1990, Prigozhin bắt đầu đi học dược, nhưng Liên Xô tan rã nên ông ta mở quầy bán xúc xích và chỉ vài năm sau đã sở hữu một nhà hàng trên thuyền sang trọng có tên New Island tại Saint Petersburg. New Island nhanh chóng trở thành nơi các quan chức và người nổi tiếng của Nga thường lui tới
bởi phong cách phục vụ và những món ăn ngon, trong đó có thị trưởng Anatoly Sobchak và cấp phó của ông khi đó là Vladimir Putin. Năm 2001, nhà hàng của Prigozhin hân hạnh phục vụ bữa tối cho hai thượng khách, tân Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Yoshihiro Mori. Sau đó có thể kể tên các thực khách lừng danh khác như Tổng thống Pháp Jacques Chirac năm 2001, Tổng thống Mỹ George W. Bush năm 2006. Không lâu sau, công ty của Prigozhin liên tiếp được chọn để tổ chức và phục vụ những bữa tiệc quan trọng trong Điện Kremlin, trong đó có tiệc sinh nhật ông Putin năm 2003. Từ đó, Prigozhin được gọi là đầu bếp riêng của Tổng thống. Mối quan hệ tốt đẹp với giới tinh hoa Nga đã mang lại cho tỷ phú Prigozhin những hợp đồng lớn như cung cấp suất ăn cho các trường học, bệnh viện và cả quân đội Nga. Bên cạnh việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ an ninh ở châu Phi và Trung Đông, những công ty liên quan tới Prigozhin cũng đã đẩy mạnh xuất khẩu lương thực thực phẩm, phục vụ ngày càng nhiều nhân lực và chuyên gia quân sự của Nga hoạt động trên khắp thế giới. Quá trình đó dẫn đến sự hình thành của Wagner Group vào năm 2014. Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, Wagner không phải là một công ty quân sự tư nhân đơn thuần, mà là một hệ thống chuyên cung cấp từ dịch vụ hỗ trợ an ninh, cố vấn quân sự cho đến lính đánh thuê. Wagner hiện đang hoạt động tại 30 quốc gia và có hai trung tâm huấn luyện tại Nga. Một trong những nhiệm vụ đầu tiên của Wagner thực hiện ở Crimea là khi Nga tiến hành quá trình sáp nhập bán đảo này vào tháng 2 năm 2014. Tại Crimea, lính đánh thuê của Wagner giúp lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn kiểm soát bán đảo. Sau đó, Wagner tiếp tục hỗ trợ lực lượng ly khai thân Nga tại vùng Donbass. Tính đến tháng 4 năm 2022, Wagner chỉ có khoảng 8.000 lính đánh thuê. Hầu hết trong số này được cho là những cựu quân nhân được đào tạo bài bản. Cũng theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, hoạt động của Wagner có sự liên kết chặt chẽ với quân đội và các cơ quan tình báo của Nga. Theo báo Washington Post, kể từ mùa hè năm 2022 cho đến nay, tập đoàn quân sự tư nhân Wagner theo từng giai đoạn đã triển khai hơn 50.000 lính đánh thuê, đa phần là các tù nhân xin tham chiến đổi lấy tự do đến tham chiến ở miền đông Ukraine, Donbass. Chính ông chủ Yevgeny Prigozhin cũng nhiều lần trực tiếp ra chiến tuyến thị sát và thường công bố hình ảnh ở những mặt trận nóng nhất. Báo Financial Times từng tiến hành điều tra về hoạt động của Wagner. Khi nhận mail các câu hỏi của tờ báo, ông chủ Prigozhin chỉ gõ vào một câu chửi thề tục tĩu. Đối với những người am hiểu, điều đó không có gì bất ngờ bởi nó phản ánh bản chất đường phố của người mà nay dám đối đầu với cả các quan chức quân đội Nga. Trong thời gian dài, ông Prigozhin không để tên mình dính dáng với Wagner khi được hỏi và chỉ mới thừa nhận là người đứng đầu Wagner trong một tuyên bố vào tháng 9 năm 2022. Trong một lần hiếm hoi chia sẻ về những ngày đầu thành lập Wagner, Prigozhin kể: "Tôi đã tự lau chùi những vũ khí cũ, tự mình phân loại áo chống đạn, tự tìm những chuyên gia có thể giúp tôi việc này." Tháng 12 năm 2016, Điện Kremlin, Tổng thống Putin từng trao tặng huân chương anh hùng cho ông Prigozhin vì những đóng góp giúp cho Nga ở Syria. Ông Prigozhin cho rằng Wagner đã giúp bảo vệ người dân ở Syria, các dân tộc khác của các quốc gia Ả Rập, những người dân châu Phi và Mỹ Latin có hoàn cảnh khó khăn. Trong khi đó, tình báo phương Tây không ít lần đưa ra những chứng cứ về các hoạt động tàn bạo của lực lượng Wagner ở những nơi mà đội ngũ này được mời ký hợp đồng. Cũng trong năm 2016, các nhà điều tra Mỹ sau đó khẳng định ông Prigozhin đã điều hành lực lượng làm tin giả, thao túng bầu cử Mỹ, giúp ông Donald Trump vượt qua đối thủ Hillary Clinton. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!